xin phép chào cô chú và anh chị nha. Nhật xin kính chào cô chú và anh chị. Rồi, bên em xếp toàn quốc nha anh chị, ba bể mẹ nha. Rồi bây giờ em sẽ lên ba cái chén nha anh chị. Ba cái chén này là gọi đẹp xuất sắc anh chị nha, đẹp xuất sắc luôn. Ba chiếc nha anh chị. Đấy, cái này là gọi là viền, là viền xanh nha anh chị, hòa tiết hoa trong. Hòa tiết là hoa trong anh chị. Rất là đẹp, đường kính 14 nha anh chị. Cao là 5. Đường kính 14, cao là 5. Xuất sắc luôn. Rồi ba chiếc 120k nha anh chị, ba chiếc 120k. Y17 nha anh chị, Y17, ba chiếc 120k, Y17. Y17 120. Rồi em có một cái dĩa anh chị nha, một cái dĩa. Cái này là hàng Hoza nha anh chị, hàng Hoza nha. Một cái dĩa cốt nặng pha lê. Pha lê nặng nha chị, pha lê nặng nha, hàng Hoza. Đấy, cốt rất là nặng luôn. Cái này cái gì đây, mà cái hoa tiết hoa gì đây mà không biết nè chị. Hàng Hoza nha chị. Một chiếc này nặng tầm mấy ký anh chị nha. Cốt này nè, nặng là dày là một phân nha chị. Cái này là dày một phân hẹp một phân hai gì đó. Ngang là 23 nha chị, 33. Cao dĩa là 4.5. Cao dĩa là 4.5 nha anh chị đấy. Rồi một cái dĩa đẹp xuất sắc anh chị nha, đẹp xuất sắc, mà cái này là mới còn hộp chưa qua sử dụng luôn. Chưa qua sử dụng nha anh chị đấy. Này là có hộp đầy đủ luôn. Hàng Hoza. Rồi nha anh chị, cái này là pha lê nha. Ba lê sương mù. Rồi 250k, 250k, Y18 nha anh chị, Y18, 250k. Rồi được á, ấy nốt lấy đâu, cứ để đây, hạ ga xuống đi em, rồi đi đi. Rồi một chiếc, cái này anh chị, cái này là tam thái xưa nha anh chị, tam thái xưa. 30k nha anh chị. Đường kính là 8, cao là 4 nha anh chị, không có đo nắp nha. 30k. Y19. Bỏ chút muối rồi. Muối, cho chút muối. Muối cho nó thấm vô. Y19 nha anh chị, 30k. Rồi em có 4 chiếc anh chị nha. Cái này là chú tiểu vui xuân. À, cái này là trong này là có truyện thư pháp hết đầy đủ nha anh chị. Cái này là thư pháp ở trong nha. Có truyện ở trong này. Có truyện ở trong này là phía sau không có truyện nha anh chị. Đường kính là 12. Đường kính 12 anh chị. 4 chiếc 60k. Ờ. 4 chiếc 60k. Y20 nha anh chị, Y20, 4 chiếc 60k, Y20. Y20, 4 chiếc 60k. Rồi em lên cái này anh chị, dĩa này em có số lượng là 2 chiếc nha. Còn mới chưa qua sử dụng. Mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Mấy cái hàng em để cách xa ra chưa? Đường kính là 33 nha anh chị, đường kính là 33.
đường kính là 33 nha chị. Dĩa này là có chuyện phí đầy đủ luôn. Cái dĩa này anh chị nha, cái này là gọi là anh chị nó mới nha, cũng còn hộp anh chị nha, cái này là còn hộp nè đấy, mà nếu như anh chị để lâu quá họ nó nằm trong hộp đã bị anh chị, nó cũng bị nhầm nha, nó bị nhầm đấy, bị nhầm anh chị nha. Cái này là bị nhầm, mà phía trước thì nó ok, không tì vết gì hết, phía trước là không tì vết nha anh chị, phía sau là bị nhầm. Dĩa này là hoa nhầm có truyện ký đầy đủ nha anh chị, có truyện ký đưa đầy đủ. Rồi dĩa này là đường kính 33 lận nha. Rồi dĩa này em bán 200k, 200k anh chị nha, 200k. Chị nha, cũng là hộp luôn, cũng có hai hộp anh chị, mà cái này là cũng bị nhầm luôn, bị nhầm là chị bị nhầm mặt sau thôi, mặt trước thì không sao hết nha anh chị đấy. Đây nha anh chị, nói chung là em hai chiếc đều là bị nhầm hết nha anh chị. Đó, bị nhầm. Phía trước thì không có sao hết, mà chỉ yếu là phía sau mà đều là có hộp đầy đủ luôn. Truyện thì giống nhau luôn nha anh chị. Đấy, truyện thì giống nhau luôn. Đó, một chiếc là em bán 200k. Chốt em mã Y22 nha anh chị. Y22 có hộp anh chị nha, thấy có hộp luôn. Y22 200k một chiếc nha. Rồi nha anh chị, cái này là một cái dĩa họa tiết vẽ con gà nha anh chị. Đấy, con gà nha, một cặp gà anh chị nha, một cặp gà, một con trống và một con là mái. Dưới hơn nữa là anh chị, cái dĩa này là có truyện nha, một cái truyện nổi và một truyện chìm, truyện ẩn nha anh chị, một truyện nổi và một truyện ẩn. Họa tiết là vẽ những cây tùng anh chị nha. Đấy, phía sau dĩa là quầy, phía sau dĩa là có truyện chưa quầy. Thường thường anh chị, những cái dòng mập phía trước có truyện là phía sau ít khi có truyện, mà cái dĩa này là có truyện nha anh chị. À, dĩa này có truyện, dĩa này có truyện nha. Đấy, dĩa này là dĩa gà đường kính 31, đường kính dĩa gà này là 31 nha anh chị, xuất sắc đẹp luôn. Rồi dĩa này là 500k Y23 nha chị, 500k Y23. Y23 500k một cặp gà nha chị, một cặp gà nha. Đây là cây chữ nhật anh chị nha, cây chữ nhật em cũng có số lượng mấy chiếc anh chị. Rồi nha chị, dĩa này là đường kính 21 nha chị, ngang của dĩa là 14.5. Đó, ngang của dĩa là 14.5. Dĩa này không có truyện nha chị, thích hợp đựng khay trà được nha chị. 50k một khay. Ừ,
Y24 nha anh chị, 50k một khay nha anh chị, Y24. Rồi em có một cái chén nha anh chị, cái này là Y-Mari nha. Chén này là Y-Mari. Xuất sắc đẹp anh chị nha, sẽ là xuất sắc đẹp luôn. Đường kính là 8, à, xin lỗi, đường kính 12, cao là 6. Đường kính 12, cao là 6 nha anh chị, 80k một chiếc nha. 80k một chiếc. 80k một chiếc, chốt cho em mã Y25. Y25 nha anh chị hả? Y25 80k một chiếc. Tôi gặp toàn danh nhân không chết. Cho một chị Hương Hương, cho chị cái bình đi. Cái bình đen á. Bình đen hôm qua á. Rồi nha anh chị, cái này là một cái bình nè anh chị, bình này là bình đen, bình họa tiết nha anh chị. Cái này là hoa đào, ờ, hoa đào chim trĩ. Bình này là không có truyện nha anh chị, họa tiết là vẽ hoa đào nha anh chị, chim trĩ nha. Đấy, hoa đào chim trĩ vẽ. À, cái này là tùng cúc. À, đẹp lắm. Nếp đó giờ thiếu một cái nếp đó, chút đi tìm cho. Cái nếp đó không có sao. Đó là tìm cho. Cái gì vậy? Miệng bình là 13 nha anh chị, cao bình là 39 nha anh chị, cao bình là 39. Cao bình là 39 nha anh chị. Đây. Có truyền ký đầy đủ hàng nha anh chị nha. Hàng này là hàng giang tây nha anh chị, mà rất là đẹp luôn. Hoa cặp nhà chim trĩ nha, xuất sắc đẹp luôn. Miệng làm 213, cao là 39, cao là 39 nha anh chị. Vòng bụng là 80 nha anh chị, vòng bụng là 80. Đấy. Bên đây là xuất sắc đẹp luôn anh chị nha. Bên đây là xuất sắc đẹp luôn. Ừ. Bên này em bán anh chị là với giá là nha. Bên này là 900k nha chị, 900k cái bình nha. Cái này em có một cặp. 900k. Chốt cho em mã Y26. 900k anh chị, Y26 nha. Này anh chị không có truyện trên này nha anh chị, chỉ có truyện bên này thôi nha anh chị. 900k Y26. Uống nước trà. Tặng nha cô anh Hương. Rồi nha chị, cái này em có là thố nắp anh chị nha, thố nắp. Ly này có nắp anh chị nha, ly có nắp. Đường kính ly là 8, cao ly là miệng là 8, cao 8 nha anh chị, miệng 8, cao 8. Ở cái này em có 5 chiếc. 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc. Rồi, 5 chiếc này là anh chị 30k một chiếc nha anh chị. 5 chiếc này là 150k. 30k một chiếc nha anh chị. 3 chiếc này là anh chị. Đó, mỗi chiếc 30k. Có ly, có nếp anh chị nha. Mới chưa qua sử dụng Y27.
Y27 nha anh chị, Y27 30k một chiếc, 5 chiếc 150k Y27. Rồi cái này một cái khay anh chị nha. Cái này là một cái khay. Khay này là khay vuông nha anh chị, đường kính khay là 27. 27 vuông nha. 27 vuông. Này là truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Cái này anh chị đừng thích hợp đựng cái khay trà nha anh chị làm cái khay trà nha. Đó. Dòng này là dòng men rạng nha anh chị, men rạng kiểu như anh chị, họ làm là dòng của nó là dòng anh chị nha. À, dòng nó là dòng men rạng nha anh chị, mà mới, cái này là mới luôn, còn hộp luôn nha. Đó, còn cái khay này anh chị 170k. Y20 nha anh chị, 170k Y20. 170k Y20. Chiếc này em cũng có số lượng nha anh chị đây. Cái này em cũng có số lượng nha. Đấy, có số lượng rất là nhiều luôn. Nói chung tầm tầm được 10 chiếc nha anh chị nha. Tầm khoảng được 10 chiếc. Cái này là ly có chân đế nha anh chị. Đường kính ly là 9. Cao ly là 9 nha anh chị, miệng là 9, cao ly là 9. Xuất sắc đẹp luôn. Cái này em có số lượng nha, có số lượng. 40k một chiếc nha anh chị, 40k một chiếc. Y29 nha anh chị, cái này em có số lượng nha anh chị. Y29 40k một chiếc. Anh chị cái này là một cặp phu thê nha. Một cặp phu thê nha anh chị, một chiếc màu hồng viền vàng dòng Arita. Còn một chiếc này là một chiếc màu xanh nha anh chị. Đó là một cặp phu thê nha. Một cặp phu thê đều là truyện ký đầy đủ hết. Truyện ký đầy đủ hết. Đẹp xuất sắc nha anh chị. Đấy, một cặp phu thê này. Rồi một cặp phu thê này là 80k. 80k nha anh chị, 80k. Y30 nha anh chị, 80k. Y30 nha. 80k một cặp Y30. Rồi em lên cái này nha anh chị nha. Cái này là cái thố gọi là anh chị để có truyện ký đầy đủ nha anh chị, để chân yến hoặc là anh chị. Nó rất là đẹp luôn nha. Nhìn là biết anh chị hỏi rồi. Rồi cái này là miệng, là miệng. Miệng là 9 nha anh chị, miệng là 9. Cao là 11 nha anh chị, miệng 9 cao 11. Thố này là thố lam, 3 chiếc nha anh chị, họa tiết vẽ hoa đào nha. Đó, cái này là 60k một chiếc. 60k một chiếc nha anh chị, Y31 nha. 60k một chiếc Y31. Anh chị nha, một cái tô dòng mọc có truyện rất là VIP luôn anh chị nha. Truyện rất là VIP. Đấy, truyện rất là VIP luôn. Dòng này là dòng rạng nha anh chị. Đây là dòng rạng nha. Đấy, dòng rạng mà xuất sắc đẹp luôn. Đường kính là 25,
và cao là 9.5, 25 cao là 9.5 nha chị. Tô này là tô mộc có truyền ký đầy đủ luôn, cốt nặng cốt dày nha anh chị. Tầm là cái tô này tầm là khoảng là 1,5 kg. Cái này là tô này là 200k. nha anh chị, Y32 nha anh chị, Y32 200k cái tô Y32. Rồi em cũng có một cặp ly phu thê nha chị, một chiếc thấp một chiếc cao là dòng ly phu thê nha. Đó, một chiếc thấp một chiếc cao là dòng ly phu thê. Miệng ly là 7, cao ly là 8 nha chị. Còn chiếc này là miệng là 7, nói chung là miệng là ngang nhau, cao là nó trên lệch một trên lệch 7 ly nha chị, nó là trên lệch 7 ly thôi. Đấy. Một cặp này là anh chị nha. Cặp này là đẹp quá luôn. Rồi cặp này là 60k. Y33 nha chị, 60k Y33. 60k Y33. Rồi cái này là một cặp mộc anh chị nha, một cặp mộc. Đường kính là 9, cao là 9 nha anh chị, miệng 9 cao 9 nha. Miệng 9 cao 9. Rồi một cặp mộc anh chị, một cặp mộc có quai nha, một cặp mộc có quai. Rồi một cặp anh chị nha, một cặp mộc có quai 80k một cặp. 80k một cặp nha anh chị. 80k một cặp. Y34 nha anh chị, Y34 80k Y34. Rồi em lên một cái dĩa hoa nha anh chị. Cái này là dĩa hoa nha. Dĩa hoa. Đường kính dĩa là 23 và ngang dĩa là 14 nha anh chị. Ngang dĩa là 14 nha. Rồi dĩa là 50k nha chị, dĩa 50k. Dĩa họa tiết là hoa nha chị, 50k dĩa nha. Dĩa anh chị nha. Rồi Y35 nha anh chị, 50k Y35. Rồi tiếp anh chị nha, tiếp một cái cặp này là một cặp họa tiết hoa mẫu đơn, hàng vân tay có truyền ký đầy đủ luôn. Họa tiết là hoa nha anh chị, gọi là siêu đẹp luôn. Đấy. Miệng là 11 nha chị, cao là 21 nha, cao là 21. Cái này em có một cặp họa tiết anh chị nha, xuất sắc luôn. Đấy. Hoa mẫu đơn có truyện. Rồi 520k một cặp nha anh chị, 520k một cặp. Đó là mỗi chiếc là 260k nha anh chị, một chiếc cũng được, thật là anh chị một cặp cũng được, tùy ý anh chị nha. Rồi cái này là 200 260k một chiếc là 520 một cặp nha chị, chốt cho em mã Y36.
Rồi em lên một cái khay này là mi ke nha chị. Khay này là khay mi ke. Anh chị để làm cái khay trà được anh chị nha. Làm khay trà được. Đường kính là 27 nha anh chị. Cao là 3 nha. Làm cái khay trà được anh chị nha. Bưng bê được cái. Rồi cái này 70k. 70k nha chị. Y37 nha anh chị. Y37 70k. Rồi Y37 70k. Em xin phép chào cô chú và anh chị.